Sát bên họ đang là một cây tùng Đài Loan trái với mã số là DL64. Kích thước như sau, chiều ngang của cây á, là được 1m6, chiều cao của cây thì là được 1m2, với cái dáng là có một cái cành bay bay ngang qua, tức là bay thoáng thân, mình có một cái độ cao lên sau đó bay, đồng thời là có thêm cành phụ ở dưới. Thì giờ với cái dáng cây như thế này thì mình có thể kết hợp vào những cái tiểu cảnh dễ dàng nè, hoặc là hồ cá koi. Hồ cá koi thì cây này có thể kết hợp vào những vị trí mà mình cạnh bên những cái chỗ mà làm bước bước đi, hoặc là ngay chỗ cái khu vực mình để hồ lọc. Tức là phía dưới mình sẽ không cần kè đá hay là cây bụi, vì ở phía dưới mình đã có được một cái tàn của cây này để nó hỗ trợ rồi. Thì xung quanh có thể là trồng cỏ nữa, là đủ để trang trí.